Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ ra đi. Ngày 26 tháng 6, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, cả Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ đi hết. Tô Lâm đang kiểm soát toàn bộ cuộc chơi. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, Tô Lâm đốn ngã Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, là nhằm xử lý Phan Đình Trạc, cấp trên của ông Yên trong ban nội chính Trung ương, tức là đánh vào người cầm đầu phe Nghệ An. Và đây là hình chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú bên trái và Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương bên phải. Phức tạp hơn là trường hợp ông Đinh Tiến Dũng bị trút phế mới đây. Mục đích của Tô Lâm không chỉ là làm trống thêm một ghế trong bộ chính trị để có cơ hội đưa người của phe mình vào thay thế, mà còn nhắm vào một mục tiêu khác nữa. Ông Đinh Tiến Dũng trước đây thuộc phe Ninh Bình của cố chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng sau khi tổng trọng triệt hạ phe cánh của ông Ba Dũng cũng như tay chân của ông Trần Đại Quang. Đinh Tiến Dũng đã quay xe đầu quân cho phe Nghệ An và được nâng đỡ thăng tiến rất nhanh. Có thể nói, ông Đinh Tiến Dũng là cái bóng của Vương Đình Huệ, kế nhiệm ông Huệ trong mọi chức vụ, từ Tổng Kiểm Toán Nhà nước đến Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến Bí thư Thành ủy Hà Nội. Do đó, Tô Lâm đánh vào Đinh Tiến Dũng cũng là chủ đích nhắm vào việc triệt hạ Phan Đình Trạc, người cầm đầu phe Nghệ An hiện nay. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tức người cầm đầu phe Hà Tĩnh phải răm rắp thực hiện mọi yêu cầu của Tô Lâm. Kể cả việc đề nghị xử lý đối với hai nhân vật là Nguyễn Văn Yên và Đinh Tiến Dũng cùng phe Nghệ An của mình, cho thấy Tô Lâm đang làm chủ cuộc chơi. Và đây là hình Tô Lâm, người đang làm chủ cuộc chơi và có khả năng cao sẽ trở thành tổng bí thư trong tương lai gần. Được biết, ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban nội chính trung ương từ tháng 2 năm 2016 đến nay, đồng thời là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đại biểu quốc hội khóa 15. Ông trả tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ngành điều tra tội phạm, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng có nhiều năm công tác trong ngành công an, là giám đốc công an tỉnh Nghệ An, giai đoạn năm 2001 đến năm 2005 giữa ông Trạc và ông Tô Lâm có ân oán, đó là việc ông Trạc muốn nhảy ra giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm sau khi ông Võ Văn Thưởng rớt đại. Theo đồng đoán, ông Trạc làm điều này theo chỉ đạo của ông Trọng, tuy nhiên không thành công. Còn ông Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê quán xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 5 năm 2018 đến nay, đồng thời làm phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và 13, ủy viên Bộ Chính trị và thành viên ban bí thư khóa 13. Ông Tú có học vị tiến sĩ nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Tuy là người của phe nghệ tỉnh, đứng đầu phe hà tĩnh, nhưng có những đồn đoán rằng ông Tú khá thân cận với ông Tô Lâm. Và đây là hình có tin đồn tổng trọng suy gan giai đoạn cuối. Nếu thông tin trên đây là đúng sự thật, thì cả ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú đều sẽ phải ra đi trong một tương lai không xa nằm trong kế hoạch thanh tẩy phe Nghệ An của Tô Lâm. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 6, một nguồn tin mật cho Thời báo chấm đề biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng suy gan giai đoạn cuối. Theo đó, thông tin này do Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cung cấp. Tất nhiên, đây vẫn là tin mật của nội bộ đảng. Nguồn tin này cũng cho biết, nội bộ đảng đã gọi Tô Lâm là Tổng bí thư rồi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thêm hai quan chức Nga bị tòa ICC phát lệnh bắt giữ. Ngày 25 tháng 6, VOA Tiếng Việt Loan Tình, Tòa án hình sự quốc tế phát lệnh bắt giữ quan chức Nga. Theo đó, Tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 25 tháng 6 đã phát lệnh bắt giữ đối với ông Sergei Shogu, cựu bộ trưởng quốc phòng Nga và vị tướng hàng đầu của Nga là Valery, với cáo buộc gây ra các tội ác trong quá trình Nga xâm chiếm Ukraine. VOA cho biết, ông Shogu đã bị cho thôi chức bộ trưởng quốc phòng vào tháng trước và được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh đầy quyền lực của Nga. Trong những thay đổi quan trọng nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện đối với các chỉ huy quân sự của ông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn tòa án có trụ sở tại La Hay cho biết ông Shogu và ông Valery bị nghi ngờ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì đã chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự của Ukraine. VOA cũng dẫn thông cáo báo chí của tòa ICC. Theo đó, các thẩm phán nhận thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Theo VOA, Nga vốn không phải là thành viên của ICC, đã nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. VOA dẫn tin từ hãng thông tấn xã TASS cho hay, Hội đồng An ninh Nga ngày 25 tháng 6 nói rằng lệnh bắt giữ của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu của Tòa án Hình sự Quốc tế là một phần của cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moscow. Ukraine cũng không phải là thành viên của ICC, nhưng đã trao quyền tài phán cho ICC để truy tố các tội ác xảy ra trên lãnh thổ của mình. VOA cho biết thêm, lệnh bắt ông Shogun và ông Valery nâng tổng số trác bắt đối với các nghi phạm cấp cao của Nga kể từ khi bắt đầu của xâm lược lên 8 người. Những người này bao gồm ông Putin, bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh liên quan đến việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga. Và đây là hình tổng thăm mưu trưởng quân đội Nga Valery và cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Shogun. Tòa ICC không có lực lượng cảnh sát riêng, và phải dựa vào các quốc gia thành viên để tiến hành việc bắt giữ. Được biết, trước đó vào tháng 3 năm 2024, ICC từng phát lệnh bắt giữ Trung tướng Sergei Kobilas và Đô đốc Viktor Solokov với cáo buộc hai chỉ huy quân sự này của Nga phạm vào tòa ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine. Trung tướng Sergei là chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa thuộc không quân Nga. Đô đốc hải quân Nga Viktor Solokov là chỉ huy hạm đội biển đen. Cả hai được cho là đã chỉ huy các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine.Xa hơn, ngày 17 tháng 3 năm 2023, ICC đã phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách vấn đề quyền trẻ em của Nga, bà Maria, với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga trong cuộc chiến Ukraine.Đây là lệnh bắt giam đầu tiên chống lại lãnh đạo của một quốc gia là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, 123 quốc gia thành viên của ICC có nghĩa vụ giam giữ và giao Putin cho tòa án nếu ông ta đặt chân lên lãnh thổ của họ. Theo công bố của Ukraine, kể từ đầu cuộc chiến, Nga đã giam giữ hàng chục ngàn trẻ em Ukraine và di chuyển trái phép sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine. Nga không che giấu chương trình đưa trẻ em Ukraine đến Nga nhưng nói đây là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thêm hai quan chức Nga bị tòa ICC phát lệnh bắt giữ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.